Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Huấn Audio sẽ làm cái video này. Em thông báo có rất nhiều dòng bát của Sony, dòng bát 12, 16, 17 của Sony mới cập bến nhà em. Và lô này có cả toàn giải anh em nhé, toàn giải fail và toàn giải không fail của Sony. Và có cả một số dòng của Kenwood, JBL, nhưng đa phần là Sony thôi. Sony này rất nhiều luôn. Sony đa phần là nó tháo trong các TV ra, bây giờ nó gom lại thì em cũng mua được mớ này, mới chục cọc. Em phải cân nhắc xem có dùng một đôi nào không để liên hệ vào trong cái video này, thì em cũng báo giá luôn anh em nhé, báo giá luôn. Rất nhiều luôn, riêng toàn nỉ đồng vàng. Nỉ đồng vàng là dòng toàn giải anh em nhé, nỉ đồng vàng là dòng toàn giải nhưng không có phễu, hơi vòng vàng mới gọi là nồng vàng, còn tương đối đẹp về gân nghiếc. Con này thì đang có 9 đôi ở đây và giá bán là 800.000 đồng một đôi và được bao ship toàn quốc anh em nhé. Có 9 đôi ở đây, anh em có thể cần thì liên hệ trực tiếp với em. Một cặp bát 17 của Sony, một cặp duy nhất anh em nhé, gân cao su. Con này anh em mà nào mà cần đến bát 17, con 17 chỉ khoét tầm 14 năm là ok. Cực kỳ chất lượng con bát này, đánh thì thích thì thôi rồi luôn, gân cao su. Con này có giá là 1.1.000 một cặp và được bao ship toàn quốc. Sony Phễu, Sony Phễu 12, con này có giá bán 1.000.000 bao ship. Con bát 17 này cũng là 1.1.000 bao ship anh em nhé. Nó chung, chung 10 của Sony, gân úp ngược vào trong, gân vải úp ngược vào trong. Con này chung tiếng sáng lắm. Có hai cặp anh em nhé, có hai cặp của trùng CG đấy. 2H52, 2H52 và 2H73. Trùng CG hai cặp, con này 15W anh em, 15W. Cái mờ cái không, cái còn cái không. 15W này. Giá bán 600.000 đồng một cặp và được bao ship. Con này thì chắc là bay luôn. Giá 600 bao ship này. Một chú Kenwood. Bãi hơi cũ. Nhà em chưa vệ sinh thì lâu qua thì cũng đẹp hơn. Kenwood 12 anh em nhé, Kenwood 12, chung 12 Kenwood. Con này có giá bán là 700. Kenwood 700 bao ship. Một trong những dòng mà toàn giải của JB cũng hiếm thấy. Nó tầm 12 này, đã thấy Sony là nhiều. Toàn giải phễu, gân này là gân mút thì chống ấm này, chống ấm lắm. Gân mút, gân ngược, bên trong ngược vào trong này. Sau thay ra ngoài thôi, rắn ngược thôi, không phải gân ngược. Rắn ngược kia bên trong. Gân còn zin. Con này còn zin đấy. Anh em để xem này. Hơi tối. Con này thôi. Con này hữu nghị anh em nhá. Để anh em con này cũng ai nấy để 1.000.000 bằng con Sony. 1.000.000 một đôi và được bao ship toàn quốc. Và chung 12 của Sony. Chung 12 của Sony, gân vải. Gân vải, con này có hai đôi. Hai đôi thì con này có giá bán là 700 một đôi và được bao ship toàn quốc. 700 một đôi chung của Sony, được bao ship toàn quốc. Anh em đến nhà đấy rất là nó rẻ hơn một tí, đỡ mất tiền vận chuyển. Nên anh em đang quanh Hà Nội đến thì tốt. Em thích bán các bác tận cửa hàng hơn, chuyển đi đôi khi phiền hơn. Một đôi bát toàn giải của Sony, gân mút chống đánh ấm dã man luôn. Nên thùng con này anh em đừng có hỏi luôn, thực sự điều đấy. Riêng anh em mua đồ nhà em nhá thì sẽ được em vẽ sơ đồ dựng thùng nhá, được em vẽ ma trận luôn. Chỉ khi mua đồ nhà em mới vẽ thôi nha, còn các bác xin nha, em đấy em không vẽ đâu nha. Những cái này thật sự anh em là những anh em mua đồ mới được vẽ. Vì dù sao bọn em cũng là người có nghiên cứu trong ngành nên
nó phải có tí gọi là bí quyết. Khi anh em mua thì gọi là các bác có tí bất tí tiền thì bọn em sẽ trả lại một phần công sức nhỏ nhỏ chúng em đang nghiên cứu như thôi. Nếu anh em mua nên bên thùng tay noi thì ma trận nòng thùng sẽ được bên em sẽ đưa ra và cho anh em lên thùng. Cách bố trí bông tiêu ông thế nào đó sẽ được bên em bày và sẽ em sẽ được cho gửi ảnh cho bác qua Zalo. Còn những cái đó thì em không công bố rộng rãi đâu. Nhưng anh em không mua đồ thì cũng xin là anh em không cho, thật lòng điều đấy. Cũng là một chút nghiên cứu, có bảo ích kỷ nhưng cũng chấp nhận điều đó. Đến một chú bát trung cân cao su của bát toàn giải, xin lỗi, bát toàn giải của Sơn Xui cân cao su từ kép 12W 6 ohm, còn đánh trống thì tròn. Gân cao su và gân bút có cái điểm gì khác nhau sẽ được em giới thiệu bằng một video sau. Con này có giá bán là 1,1 triệu này và được bao ship toàn quốc này, chung 15 à, toàn giải 15, toàn giải 15 của Sony, toàn giải 16 của Sony cũng 1,1 triệu thôi, hai thằng bằng tiền nhau, bao ship toàn quốc. Và toàn giải bát 12 của Sony, con này đi cũng nhiều, con này gân vải nhiều nhưng nó vẫn phải đợi vì cơ bản là nó không có hàng. Con này có giá bán là 1,000,000 một cặp mà được bao ship toàn quốc. Còn lạc ngoài một đôi theo xe của Ford, con này Ford Transit, con này có Ford Transit 25W một cái, con này giá bán 1,1 triệu luôn anh em nha. Chấm một đôi và được bao ship toàn quốc. Vừa rồi bên Huấn Audio có làm cái clip giới thiệu chúng bao nhiêu mã thì em không nhớ được, nhưng mà nó có tất cả nó ở đây. Và anh em mình có nhu cầu dùng đến bất cứ một sản phẩm nào thì xin liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0904 612323. Và xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền tổ quốc đã theo dõi video của Huấn Audio. Xin chào mọi người.